Cha mẹ của Thanh Thủy được khỏe mạnh. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ bây giờ con không biết Đại Đức Tiểu Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ cảm ơn Bình Thành. Dạ con tri ân sư. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tiểu Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôn bài pháp, câu pháp quốc kinh số 135. Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quách Tha Ná, mời Thanh Thủy, bữa nay Thanh Thủy phải lên cầm mít nha. Mời Thanh Thủy, mời Sảng Đông, mời Thi Nam, mời Quang Thanh, mời Cẩm Vân, mời học giáo pháp. Dạ, và Nhật Quỳnh kính mời tất cả vị nào trong đạo tràng có thể cứ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài, cứ thử cầm mít thì sẽ đọc bài được thôi. Dạ, chứ vào đạo tràng mà không cầm mít thì rất là uổng quý vị ơi. Dạ, nên mong tất cả có thể cứ thử cầm mít để ôn bài ạ. Dạ, Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, bây giờ thì con kính dâng mít đến Đại Đức Tuệ Đức ạ. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 135. Yatha Dande Nago Palo Gavo Pa Che Tigo Charang E Wang Chara Chamak Chucha Ayung Pa Chen Tipani Nang. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa. Tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Yatha Dande Nago Palong Gavo pa che ti go charang e wang chara chamak chu cha ayung ba chen ti pa ni nang. Yatha dande nago palong gavo pa che ti go charang e wang chara chamak chu cha ayung ba chen ti pa ni nang. Yatha dande nago palong gavo pa che ti go charang e wang chara chamak chu cha ayung ba chen ti pa ni nang. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 135. Yatha Dande Nago Palo Gavo Pa Che Ti Go Charang E Wang Chara Chamak Chu Cha Ayum Ba Chan Ti Pa Ni Nang. Yatha Dande Nago Palo Gavo Pa Che Ti Go Charang E Wang Chara Chamak Chu Cha Ayum Ba Chan Ti Pa Ni Nang. Ya tha đằng đề na go pa lo ga vô pa chê ti go cha răng e wang cha ra cha mắc chú cha a yum ba chan ti ba ni năng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ tha đăng đề na go pa lo ga vô pa chê tí go ra răng e quang cha ra cha mắt chú cha a dung pa tí pa ni năng. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa. Tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 135. Yattha dande na gopalo gavo pa cheti go charang evang chara chamat chu cha ayung pa chenti pa ni nang Yattha dande na gopalo ga wo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha mat chu cha a yu pa chen ti pa ni nang. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan tha dan de na go pa lo ga wo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha man chu cha ayung pa chen ti pa ni nang. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, và sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thà Mà Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Con thành kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào Phật tử trong rung. Con xin đọc, xin phép được đọc câu pháp cú số 135. Yattha dande na go ba lo ga go ba che ti go cha rang e wan cha ra cha mat chu cha a yung ba chen ti ba ni nang. Yattha dande na go ba lo ga ga go ba che ti go cha rang e wan cha ra cha mat chu a yung ba chen ti ba ni nang. Yattha dande na go ba lo ga go ba che ti go cha rang e wang cha ra cha mat chu cha a yung ba chen ti ba ni nang. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yattha dande na go ba lo ga go ba che tí gù cha rằng e quang cha ra cha mắt mắt chú cha dùng bà chen tí bà ni năng. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng già, lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con đã đọc xong, xin kính mời người tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ nhẫn, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 135. Yattha dande na go ba lo ga vo ba ba che ti go cha rang e quang cha ra cha mắc chu cha a rung ba chen ti ba ni măng. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Thế là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yattha dande na go ba lo ga vo ba che ti go cha rang e quang cha ra cha mắc chu cha a rung ba chen
tỳ ba ni măng Ya tha đan đê na go ba lô ga vô ba chê tỳ go cha răng e quang cha ra cha mắc cha mắc chú cha a rung ba chân tỳ ba ni năng người chăn dùng gậy lùa dê lùa từng con một đi về núi xa tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm đấy của bản dịch hòa thượng dưới đức dạ con đã đọc và kệ xong con xin kính mời vị kế tiếp ạ dạ con cảm ơn chú Quát Thần Á đã bắt bài Dạ, xà thú Xích Quang Thanh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 135. Giá tha đàn đề ná vô pa lô Gà vô Pà chê tí vô chá răng Ê quăng chá ra chá mát chù chá A dùm pa chen tí pa ní năng Giá tha đàn đề ná vô pa lô Gà vô pà chê tí vô chá răng Ê quăng chá ra chá mát chu cha a yum pa chen tí pa ni năng giá tha đan đề na vô pa lô ga vô cha pa chen pa chê tí vô cha răng ê quăng cha ra cha mắt chu cha a yum pa chen tí pa ni năng với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung bản dịch của hòa thượng Minh Châu người chăn dùng gậy lùa dê lùa từng con một đi về núi xa tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức Dạ, cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay Huynh Quách Thánh Á Xích Quỳnh nha. Dạ, mời Huynh. Sa thu lành thầy Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức. Ngày cái đại lễ đại đức tuệ đức kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room là con xin được kể kinh pháp cú số 135. Cảm ơn xin được truyền xin giảng đơn quang thanh cho biết nghe rõ Yat tha đan đê na go pa lo ga bo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha ma chu cha Ayun pa chen ti pa ni nang Yatha dande na go pa lo Ga vo pa che ti go cha rang Evang cha ra cha mak chu cha Ayun pa chen ti pa ni nang Yatha dande na go pa lo Ga vo pa che ti go cha rang Evang chara chama chu cha ayun pa chen ti pa ni năng với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung bản dịch của ngài Minh Châu người chăn dùng gậy lùa dê lùa từng con một đi về núi xa tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống hầm bản phổ thơ của ngài Giới Đức Nam mô Phật Tha và con xin được xuống biết hôm nay Xích Thanh Thủy biết có kể được không
đã đi ngủ rồi, thế Thanh Thủy ơi. Kéo mở chiếc nhiệt hình, chắc xin Thanh Thủy đi ngủ được quá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Thanh Thủy chắc không có cậy được rồi, không thấy tín hiệu Thanh Thủy đâu hết. Dạ, cảm ơn Thích Trạng Đông kính ơn, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Bình biết lượt tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu, và con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 135. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Nha tha đàn đề na gô ba lơ gà vô ba chê tí gô cha răng ê văn cha ra cha mát chú cha a dùm ba chênh tì ba ni năng. Nha tha đàn đề na gô ba lơ gà vô ba chê tí gô cha răng ê văn cha ra cha mát chú cha a dùm ba chênh tì ba ni năng. Với người, với gậy, người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ. Cũng vậy, già và chết lùa người đến mạng chung. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và thả đanh đê, nà gỡ ba lô, gã vô ba chê, tì gỡ cha răng, ê vẫn cha ra. Cha mạch chú cha a dùm ba chanh tì ba ni năng. Và thả đanh đê hà gỡ ba lô gà vô ba chê tì gỡ cha răng. Ê vẫn cha ra cha mạch chú cha a dùm ba chanh tì ba ni năng. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa. Tuổi già sự chết cũng là lùa từng mạng sống chúng ta xuống ngầm. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và còn vị nào chưa ôn bài thì Nhật Bình kính mời bằng tay. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời, vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Nếu mà không có tín hiệu, Nhật Quỳnh xin phép được khóa sổ nha. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Đại Đức Đại Nhẫn đã vào đạo tràng rồi. Dạ, cảm ơn Thanh nơi Quang Thanh. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Đại Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 135. Dạ, học cho pháp ông bài rồi. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Rạng Đông, Kích Thi Na học giáo pháp Hoàng Thanh Cẩm Vân và Quỳnh Quát Thanh Á đã hoan hỷ lên ông bài pháp quốc kinh số 135. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là 136. Trước khi chúng ta học bài, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung kính pháp sư trước khi Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu pháp quốc kinh số 136. Nam mô Bụt A Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ca Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambu Tha Sa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia
Ngài dời chân sanh thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Con thầy trinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp. Nói đàn tự bi chúng sanh hồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 136. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, mong rằng đạo tràng chúng ta nghe pháp được an vui. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật. Con cung kính đảnh lễ giáo pháp. Con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con cung kính đảnh lễ ngài Thường Tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Kính chúc quý ngài và quý Phật tử luôn được sự an lành và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Ngày đại ngày qua đi và thực tại chân lý thì nó ở đây rất gần. Gần lắm thưa quý vị, chẳng có gì nữa cả. Thực tại luôn luôn ở ngay đây thôi, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ về câu chuyện, chứ nó gần lắm, nó không có xa. Tất cả đó chỉ là pháp đang là hiện tại. Cái thấy đang là pháp, cái nghe đang là pháp, phải không? Sắc pháp đang là pháp gì? Đang là pháp vô tri, đang là pháp gì vậy? Đang là pháp vô ký, phải không? Cái thấy cũng là pháp vô ký, phải không? Cái nghe cũng là pháp vô ký. Đó có phải là vi diệu pháp không? Thấy, nghe là pháp vô ký. Rồi cái được thấy, nghe cũng là pháp vô ký. Cái thấy là pháp vô ký danh, phải không? Còn cái được thấy là pháp vô ký sắc. Cái có phải là vi diệu pháp không? Nó có phải là khổ không? Vậy thì chúng ta có biết gì về cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ không? Hay là chúng ta nói là tôi biết rồi? Biết hay là hiểu, hai cái này khác nhau. Ngày mai thì quý vị thức dậy, nếu mà còn duyên để thức dậy thì nó cũng chỉ là cái thấy, cái nghe thức dậy thôi, phải không? Nhưng vẫn không có cái hiểu về nó, phải không? Chúng ta luôn luôn nói về thiền định, nói về đạo quả, nói về kiếp sau, tôi như thế này, như thế kia. Thế còn những cái thấy, cái nghe đang là pháp rất thực hiện giờ, là tứ thánh đế hiện giờ, thì chúng ta quên, phải không ạ? Vậy thì chúng ta tu tập cái gì? Vậy thì chúng ta nói rằng chúng ta là con Phật, chúng ta đầy trí tuệ, thì trí tuệ là cái gì? Có phải là chúng ta chỉ thích lắng nghe những cái câu chuyện phù phiếm, còn những cái sự thật hiện giờ thì sao? Sự thật hiện giờ là chúng ta bỏ quên hết, phải không ạ? Chúng ta ít có khoảnh khắc nào chúng ta nhớ về chúng lắm. Như vậy thì chân lý các Phật vẫn là thực hiện giờ vậy thôi. Ai đi sát vào pháp là thực hiện giờ thì người đó mới được gọi là người con của Đức Phật. Như vậy chân lý nó ở trước mặt chúng ta ngay đây thôi. Chúng ta có cần phải tu thiền, có cần phải làm gì để chân lý hiện khởi không? Có ai tạo ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày không? Có ai biểu cái thấy trở thành cái nghe được không? Có ai biểu cái nghe trở thành cái ngửi được không? Không, phải không? Nhưng mà cuộc sống này thì cũng chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm thôi, phải không?
Còn cái gì nữa không? Còn chư thiên hay là phạm thiên gì không? Còn không? Có không? Có hả? À, có không? À, chúng ta còn thích chư thiên phạm thiên không? À, chánh niệm thì là phạm thiên hay là chư thiên hay là con người? À, cái thấy thì là con người hay là phạm thiên? Nhưng cái được thấy thì là cái con người hay là phạm thiên? Hay nó chỉ là một cái đúng, một cái màu của một tứ đại nào đó in dấu vào mắt và biến mất? Như vậy khoảnh khắc cứng mềm này, khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy nó rất đơn giản, nó chỉ là cái cứng cái mềm thôi, nó không phải là đàn ông đàn bà, thì có đáng để chúng ta nắm giữ, để sàn, để ôm ấp, để có một cái đời sống vợ chồng tiếp theo trong tương lai không? Nếu như thực sự như vậy thì hầu hết những cái trường thiền ở trên thế giới này đang phá hủy giáo pháp của Đức Phật, và họ sẽ sanh ra vô vàn những cái phương pháp, tiếp tục sẽ sanh ra phương pháp nữa và cứ phương pháp nữa, và giáo pháp sẽ bị hủy diệt, phải không? Quý vị có dám nói được những cái câu như vậy không? Chắc quý vị có đủ bản lĩnh không? Bây giờ có cái hiểu biết thì có an tịnh ở đây không? Nếu bây giờ chúng ta hiểu biết cái thấy là vô thường thì có an tịnh không? Có thanh tịnh không? Hay là không thanh tịnh? Chắc chắn là thanh tịnh, phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe diệu pháp ha. Bây giờ là pháp ha, mà chỉ có pháp bây giờ thôi, còn tất cả những cái gì cái thấy nghe ngửi hôm qua và từ sáng đến giờ chúng đã biến mất rồi, chúng không bao giờ quay trở lại nữa. Những cái đối tượng thị giác, màu, mùi vị, âm thanh chúng cũng đã biến đi hoàn toàn. Và những cái gì được kinh nghiệm hiện giờ chúng cũng chỉ lại là những cái tứ đại, lại là những cái màu sắc, mùi vị của những cái tứ đại này, tứ đại khác, chúng lại hiện khởi và biến mất mà thôi. Cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và rồi những cái tham mới, sân mới, si mới, tà kiến mới hay là trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta hiểu đúng về pháp rồi thì pháp nó có mặt ở đây rồi, nó có mặt ở đó rồi. Nó đang có mặt rồi. Chứ còn pháp thì không thể ai tạo ra được nó cả. Nó có duyên nên nó có mặt ở đây rồi. Và rồi nó lại biến mất. Nên là nó vô thường, nên nó khổ, nên nó là vô ngã. Nó không có cái gì trong cái thấy, không có con người nào trong cái thấy cả. Không có con người nào trong cái nghe cả. Không có cái sắc nào trong cái thấy, không có cái sắc nào trong cái nghe cả. Không có cái sắc nào trong cái ngửi cả. Tất cả những cái thứ này Phật dạy rất là thực, phải không ạ? Vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết về khoảnh khắc này. Nó là cái mấu chốt để vượt thoát cái vòng sanh tử luân hồi này. Bây giờ thì chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý và đảnh lễ Đức Tam Bảo. Araham Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Aphivademi Svakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng hằng chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và hành theo diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo thật là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh,
cúng dường đến Tam Bảo, gieo những hạt giống lành, người ấy chắc chắn sẽ được gặt quả lành trong vòng luân hồi sanh tử, và nhất là sớm thành tựu Ba La Mật và hiểu ngộ được ý tứ Thánh Đế Thảo ngay trong đời sống này. Với phước báu thanh cao này, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Khắc Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, quý bà, quý cô, tu nữ. Mong cho tất cả quý vị thành tựu được các ba la mật và sớm liễu chi được Tứ Thánh Đế ngay trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm ở nơi mình. Nam Mô Bụt Thà Giá. Hôm nay chúng ta lại học tiếp câu kệ số 136. Chúng con xin đọc một lần là Attha Papa Ni Kamma Ni Karangbalo Nabuchati Sehi Kammehi Dumme Tho Akki Datho Vatapati. Nghĩa Việt là: và trong khi làm các việc ác, kẻ ngu không được sáng suốt do các hành động của mình. Kẻ trí tồi bị giằng vặt, tựa như bị đốt thiêu bởi ngọn lửa. Như vậy thì chúng ta biết là tam độc chính là cái ngọn lửa mà nó thiêu đốt âm ỉ nơi chúng sanh, trải dài hết đời này, kiếp này qua kiếp khác. Và tất cả những khổ đau trên đời này, chúng không đến từ ai cả, mà chúng đến từ cái vô minh về cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, cái ngửi hiện giờ, cái đếm hiện giờ, cái xúc chạm hiện giờ. Không được nhiễu chi chúng là các pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã, và luôn luôn chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đâu các bạn thử ngồi thiền xem, là các bạn ngồi thiền xem các bạn có hiểu được cái thấy cái nghe được không? Nếu mà cái thấy nó không hiện khởi thì có hiểu được cái thấy không? Nếu mà cái thấy hiện khởi thì nếu mà nhắm mắt lại thì có cái thấy không? À, chắc chắn là không rồi, phải không ạ? Như vậy pháp nó chỉ thiết thực hiện tại trong một khoảnh khắc gặp gỡ của nó, rồi nó biến mất rồi, nó không còn tồn tại nữa. Vậy thì có ai tu tập được cái gì không? Chắc chắn là không, phải không ạ? Cái thấy thì là quả của nghiệp, cái tham sân si hay trí tuệ nó là hành chứ nó không phải là thức. Cái thấy thì là thức, phải không ạ? Nhưng mà tham sân si thì nó là hành chứ nó không phải là thức, đúng không? Như vậy là chúng ta thấy cái vân tập thiện này nó là hành quẩn chứ không phải là một con người nào đó. Do vậy là không ai tạo ra được các pháp cả, phải không ạ? Các pháp nó vẫn như vậy từ ngàn xưa đến giờ vậy thôi. Dầu ai hiểu nó hay không hiểu nó thì nó vẫn vậy. Còn khi có cái hiểu rồi thì chúng ta có cần làm cái gì để hiểu không? Hay là khi chúng ta nghe đúng lời Đức Phật dạy là cái hiểu có mặt, và rồi cái hiểu nó cứ như vậy, nó phát triển cái con đường của nó một cách tự nhiên, và nó không mong đợi bất cứ một điều gì cả. Và nó hiểu chỉ khi nào có trí tuệ.
thì mới diệt trừ được vô minh mà thôi. Chứ còn không có cách nào diệt trừ được vô minh hết. Như vậy làm gì được để có trí tuệ đây thưa quý vị? Chỉ có nghe đúng về diệu pháp và hiểu về khoảnh khắc này. Bây giờ mà tham nó không sanh khởi, mà quý vị muốn hiểu được tham thì có hiểu được không? Chắc chắn là không rồi. Như vậy thì chúng ta đi tìm một cái gì đó không hiện khởi trong tưởng chi thì liệu có hiểu được không? Chắc chắn là không có cái hiểu. Chỉ có cái là thực nó xuất hiện ngay hiện khoảnh khắc này thì mới được hiểu. Và nó mới đáp ứng đối tượng cho đối tượng của trí tuệ. Còn ngoài sắc lai hiện tại thì nó không thể nào làm đối tượng cho trí tuệ được. Điều đó là vô cùng khó phải không ạ? Do vậy cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm đụng trong xúc chạm trong đời sống hàng ngày nó luôn luôn sanh khởi, nhưng mà không ai có thể biết được về nó, trừ khi Đức Phật ra đời và Đức Phật nói về tứ thánh đế, nói về các cái căn môn khi các pháp nó tiếp xúc với nhau duyên sanh này, và Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta cái con đường. Rất là thiết thực hiện tại. Nhưng mà kể cả người tu của chúng ta cũng vậy. Đa phần là chúng ta bỏ quên hết những cái gì là thực hiện giờ. Và chúng ta luôn luôn chạy theo hư tưởng về một đời sống nào đó. Chứ không nắm hiểu lời Đức Phật dạy một cách vô cùng cao quý. Chúng ta trở lại cái vấn đề, trở lại cái danh từ Pali. Cái từ Papani, cái từ Papa là một cái tính từ trung tánh, và ở đây được chia theo đối cách là số nhiều, là các việc ác. Các việc ác là các việc gì thưa quý vị? Sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói đâm thọc, nói dối, nói hai lưỡi. Rồi là gì? Tham dục. Rồi ác, tà tư duy, sân hận, lão hại. Và chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thuyết pháp để du ngủ chúng sanh với hàng chúng sanh. Không hiểu biết, đó có phải là ác pháp không? Chắc chắn là vô cùng ác. Tà kiến. Cái từ ba phá và việc ác ở đây còn có là thân hành ác, ý hành ác và khẩu hành ác. Rồi cái từ căm ma ní, căm má là một cái danh từ trung tánh, đối cách số nhiều, việc làm hay hành động. Việc làm hay hành động, nghiệp. Nghiệp. Như vậy, hành động ở đây có ai hành động không? Không. Mà chỉ có hành quẩn đang hoạt động. Khi nào mà chúng ta chưa thật rõ biết năm quẩn ở nơi thân tâm của mình luôn luôn bị chấp thủ này, thì không có cách nào chúng ta thoát khỏi làm những cái điều ác được cả. Nghiệp ác người đã làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Trong cũng là pháp cú Đức Phật dạy. Và chúng ta có dễ làm điều ác không?
rất dễ làm điều ác. Vì chúng ta sống trong cái thế giới đầy những vô minh, đầy những tham sang tham, đầy những tà kiến chấp thủ tôi ta, bám chấp vào những cái danh lợi, những cái thân bằng quyến thuộc, những cái nỗi sợ hãi. Nên là chúng ta rất dễ bị, rất dễ tạo ra những cái ác nghiệp. Từ tiếp theo nữa là cái từ bút chất tí, căn của nó là căn bút. Động từ là tha động từ, ở đây chia theo hiện tại, vô số 3 là sáng suốt, hiểu rõ. Rồi tiếp theo là cái từ xê hí, hay còn gọi là sát. Nó là một cái đại từ trung tánh, thuộc thể trung tánh, và ở đây chia theo sở thuộc cách. Số nhiều là do các hành động của mình. Do các hành động của mình. Chúng ta thường chạy theo hư tưởng. Chúng ta thường chạy theo cái sự sắp xếp của người khác. Chúng ta không tự nỗ lực tự thân của mình. Để mà lắng nghe các bậc hiền chí và thấu rõ được lời Đức Phật dạy. Và nếu như mà chúng ta chỉ cần ngồi nhắm mắt, không làm cái gì cả mà có được thiền định, có được đạo quả, có được trí tuệ thì hạnh phúc quá rồi, phải không ạ? Mà nếu cái nhân đó mà nó đạt được cái điều đó thì cái pháp duyên sanh nó để làm cái gì? Có phải ai cũng giác ngộ được không? Không có, phải không ạ? Chúng ta mãi mãi đi theo một cái từ ngã. Và chúng ta thấy rằng là mỗi sắc la nó cứ vùng vụt sanh lên và biến mất đi hoàn toàn. Và chúng ta luôn luôn nghĩ ra một cái phương pháp gì đó để thực hành, để làm một cái gì đó để chứng được đạo quả. Nhiều như vậy thì có đạt được không? Chắc chắn là không rồi, phải không ạ? Các pháp chỉ do duyên mà có mặt. Hết duyên thì chúng biến mất. Không có một ai có thể tạo ra được các pháp. Nhưng mà các pháp luôn luôn có mặt, có sự hiện diện. Ngay bây giờ đây đang có cái nghe âm thanh, đang có cái sự bực bội về cái ông sư này đang nói, hay là có cái sự hiểu biết. Và mỗi một khoảnh khắc rồi lại qua đi hoàn toàn.
Khi nào mà chúng ta hiểu được mỗi khoảnh khắc chỉ là pháp vô thường, là pháp vô ngã, thì chúng ta có tầm cầu, chúng ta có đeo đuổi, hay làm một cái gì đó hay không? Hay là chúng ta chỉ có lắng nghe diệu pháp và phát triển hiểu biết về khoảnh khắc này từng chút một? Nếu mà có phương pháp thì tất cả chúng ta bây giờ đang là vị A-la-hán rồi, phải không? Chúng ta cũng đã từng ngồi thiền nhiều lắm rồi, phải không ạ? Mà nếu mà có phương pháp thì Đức Phật dạy được, dạy một thôi là đủ cho giác ngộ hết hoàn toàn tất cả mọi người rồi, phải không? Nhưng mà không phải, pháp chỉ do duyên mà sanh thôi. Nhưng mà duyên sanh pháp thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có 6 căn thôi. Xuất hiện ở nơi một trong 6 căn này và biến đi hoàn toàn. Không có ai, không có cái gì cả. Một cảm thọ u thì chỉ là cảm thọ u, chứ không thể có thọ hỷ, thọ lạc ở đó được. Chúng xuất hiện một cách ngắn ngủi và rồi chúng vô thường. Một cảm thọ xả cũng chỉ là một cảm thọ xả mà thôi. Và chúng xuất hiện với cái pháp đó và chúng biến mất. Ví dụ như là cái thấy thì chúng xuất hiện thì nó có thọ xả, chứ nó không thể là có thọ u hay thọ khổ hay là thọ lạc được, phải không? Khi nào mà có tâm sân thì không thể có thọ khổ hay là không thể có thọ lạc, không thể có thọ xả được, mà chỉ có một u thọ sanh khởi và biến mất. Bây giờ không có thọ u thì chúng ta đâu có cần phải làm gì với chúng đâu. Nhưng mà khi có thọ u thì chúng ta có hiểu biết gì về chúng hay không? Nhưng khi có thọ u thì hãy chánh niệm về thọ u. Còn khi không có thọ u thì không nên nhớ tưởng, không mong mỏi, không có cái gì cần phải làm với thọ u đó cả. Đó mới gọi là, đó mới gọi là pháp. Và chúng ta chỉ muốn cái sự an lạc, chúng ta không muốn khổ. Có được không? Chắc chắn là không được rồi. Như vậy mỗi một khoảnh khắc cần phải được hiểu khi chúng sanh khởi. Còn chúng chưa sanh khởi hay chúng đã sanh khởi thì đều là vô ích cả. Chỉ khi chúng sanh khởi mới có sự hiểu biết. Còn khi chúng chưa sanh khởi hay đã sanh khởi thì không thể nào làm cho phát triển hiểu biết được. Như vậy cái từ căm mê hí, căm má là một, tiếp theo là căm mê hí, căm má thì là một cái danh từ chúng tánh chia theo sở thuộc cách số nhiều, là việc làm hay là hành động. Đum mê thô là mê thá, đó là một cái nhóm từ đú, và từ mê thú, và nó là cái
giống từ nam tánh chia theo chủ cách là kẻ trí tội, người thiếu trí. Đú là thiếu khỏi xấu tội. Từ metta là một cái danh từ trung tánh chỉ cho trí. Từ ác ý đắc thô, ác ý cộng với đắc thá là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách là bị đốt thiêu bởi ngọn lửa, đã được lung lấu bởi ngọn lửa. Ngọn lửa ở đây là ngọn lửa gì? Ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, ngọn lửa si, ngọn lửa vô minh, ngọn lửa tà kiến. Ác ký là một cái danh từ trung tánh chỉ cho ngọn lửa. Đát thá, căn đát là quá khứ phân từ đã được lung lấu, đã được lung lấu. Chích lục là người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị lung lấu như lửa. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chào quý vị, chờ một chút xíu ạ. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến ngạ quỷ mình chăng. Thì một thổ nọ trong khi mà đang đi với trưởng lão Lakhana đó, và từ núi Gichakuta xuống, thì Ngài Mukkanala đó, Ngài thấy bằng cái thiên nhãn, thấy hình dáng một cái con ngạ quỷ mình nữa, như là cái con trăng to dài, rất là dài và to ở trên hư không. Và từ đầu nó cái ngọn lửa bốc lên đến đuôi, và từ đuôi nó thì cái ngọn lửa nó bốc lên đến đầu, và từ đầu và đuôi nó thì hai phía ngọn lửa bốc lên và đi vào cái khoang giữa mình của nó. Và trưởng lão thấy vậy thì Ngài mỉm miệng cười. Và trưởng lão Lakhana mới hỏi về cái ý nghĩa cái nụ cười của Ngài đó. Thì trưởng lão mới đáp rằng là: này đạo hữu, không phải cái thời giải đáp cái câu hỏi này, chừng nào mà đến trước mặt của Thế Tôn á, thì đạo hữu hãy hỏi lại tôi. Và nói rồi thì hai trưởng lão bước vào cái thành Sawatthi, vương xá khất thực. Khi về đến trước mặt Đức Thế Tôn và trưởng lão Lakhana liền hỏi lại, và trưởng lão Mukkanala đáp rằng: này đạo hữu, lúc ấy tôi đã thấy một ngạ quỷ, vì thân hình nó kỳ dị và tôi chưa từng thấy như thế bao giờ, cho nên tôi mới mỉm cười. Thì khi mà như vậy thì Đức Thế Tôn mới xác nhận lời nói của trưởng lão rằng: này các tỳ khu, quả thật các bậc thinh văn của ta đều có cái chánh kiến như ta cả. Rồi Ngài nói tiếp rằng: này các tỳ kheo, cái ngạ quỷ ấy chính là chính ta đã từng nhìn thấy và sau khi chứng đạo quả dưới cội cây Bồ Đề. Nhưng ta không nói ra vì e rằng những cái người không tin lời ta ắt không được lợi ích,
thì bây giờ có múc anh lá làm chứng nên ta mới nói. Và Chư Tăng hỏi về cái tiền nghiệp của cái con ngạ quỷ này, thì Đức Thế Tôn bèn giải rằng, tương truyền trong một cái thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa đó, thì có bá hộ tên là Sumangala đã nót gạch bằng vàng một khoảng đất rất là rộng tới 20 Usapha, và đã xuất ra một số tiền của nhiều như thế để kiến tạo một cái ngôi chùa, và xuất thêm một cái số tiền tương đương để khánh thành cái ngôi chùa đó. Một hôm thì ông bá hộ đi viếng Đức Thế Tôn từ sáng sớm, và đi đến cổng thành thì thấy một cái kẻ trộm nằm trong cái trại này, và đầu của nó chùm một cái chiếc y vàng, và hai chân dính đầy bùn. Và bá hộ nói rằng, người có chân dính đầy bùn này chắc là đã đi xong vào ban đêm mới về nằm ở đây. Thì cái tên trộm này giở y trước mặt, trước mặt ra, và thấy bá hộ liền buộc oan trái với cái ông rằng, rồi đây ta sẽ tìm cách đối phó với cái ông bá hộ này. Và anh ta đã nén đốt ruộng và đốt nhà của ông bá hộ 7 lần, và làm bấy nhiêu chuyện ác để mà trả thù như vậy, nhưng mà cũng chưa nguôi cái cơn giận của ông ta. Và tên trộm còn tìm đến làm quen kết bạn với người hầu riêng của ông bá hộ, rồi lựa cái dịp hỏi là ông bá hộ ưa thích cái gì. Thì khi nghe đáp như vậy thì Hương thất ra ông bá hộ không còn ưa thích cái gì hơn. Nghe vậy thì tên trộm mới quyết tâm, và ta sẽ đốt rủi cái hương thất mới hạ lòng căm giận của ông ta. Và chờ khi Đức Phật vào thành khất thực thì tên trộm lẻn vào và đập bể tan những cái vò nước uống, nước xài, rồi châm lửa đốt luôn cái hương thất của Đức Phật Kassapa. Và hay tin cấp báo thì cái hương thất bị đốt, thì ông bá hộ đến ngay trong cái lúc lửa còn cháy, thì nhìn cái hương thất đang cháy đã không mảy may chút buồn phiền. Ông này còn vỗ tay cười lớn. Và khi ấy thì dân chúng gần ông ta thấy lạ nên hỏi, thưa ông chủ, tại sao ông đã bỏ ra nhiều tiền để tạo hương thất mà ông lại vỗ tay cười khi nó đang cháy như vậy? Thì ông ta trả lời là, này bà con, bao nhiêu công trình của ta làm đó là của chôn trong chỗ đặc biệt là Phật giáo, thì không có sự tai hại nào, nhất là lửa có thể lấy mất được. Vả lại, ta sẽ có dịp xuất ra một số tiền của để tái tạo cái hương thất và dâng cúng cho Đức Thế Tôn Kassapa. Và sau khi xuất ra một cái số tiền như trước thì ông cho xây cất cái hương thất, và ông bá hộ làm phước cúng dường đến Đức Thế Tôn với lại 20.000 tỳ khu tùy tùng. Thấy bá hộ làm như thế thì tên trộm nghĩ thầm là, ta mà không giết chết được cái ông này thì ta không thể nào rửa được cái nhục này, và ta phải giết chết mới được. Và thế rồi anh ta cột dao găm và giấu trong cái thắt lưng, và đi vơ vẩn trong cái chùa suốt 7 ngày mà không gặp được cái cơ hội thuận tiện. Và riêng ông bá hộ sau 7 ngày trai tăng đến tăng chúng thì có Đức Phật dẫn đầu và đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng là, thương chủ xá tội cho con, việc chi đây? Nghe vậy thì tên trộm đáp là, thương chủ, bao nhiêu việc ông vừa kể ra đó chính con đã làm, xin ông hãy tha thứ tội cho con. Và ông bá hộ mới hỏi lại tên trộm, và tất cả mọi cái hành vi của anh ta thì bao nhiêu cái việc này việc nọ thì ông ta đều khẳng định là con đã làm ra cho cái ông chủ đó, thì mới xác nhận là, thưa phải, chính con đã làm. Nghe vậy thì ông bá hộ mới hỏi, ngươi chưa từng gặp ta, tại sao lại căm thù ta mà làm như vậy? Thì tên trộm bèn nhắc lại mấy cái lời mà ông đã nói ngày mà ông bá hộ đi ra cổng thành
thấy ta nằm ngủ, rồi nói tiếp rằng vì lẽ đó mà con đã giận và ghét. Thì ông Bá Hộ nhớ lại mình đã nói mấy lời đó, thì bèn nhận lỗi. Và ta nói như vậy thôi thì ta sẽ mong rằng ngươi hãy miễn tội cho ta và xin lỗi tên trộm. Xong thì ông nói, thôi con hãy đứng dậy và ta tha tội cho con hãy đi đi. Và rồi cái tên trộm mới thưa ông chủ, nói xong rồi lại xin tiếp cái ông này để nhận làm tôi tớ cho ông ta. Nhưng mà ông chủ lúc bây giờ thì không có nhận nữa và nói rằng à, bấy nhiêu việc con làm đối với ta, ta đã dứt khoát rồi. Ta không thể bàn đến chuyện ở chung trong nhà này. Và con không nên, không có phận sự chi ở trong nhà của ta. Ta tha tội cho con thôi, còn hãy đi đi. Vì tạo nghiệp đó mà khi hết tuổi thọ thì tên trộm bị sa xuống địa ngục A Tỳ và bị thiêu đốt rất lâu trong đó. Do quả dư sót thì bây giờ tái sanh làm ngạ quỷ, và cái hình thù của nó giống như một con trăng ở trên cái đỉnh núi Gicchakuta. Và cái hình dáng của nó thì hằng bị những cái ngọn lửa thiêu đốt. Và sau khi giải rõ cái tiền nghiệp của ngạ quỷ đó thì Đức Thế Tôn dạy rằng, này các tỳ khưu, hạng người ngu khi làm các ác nghiệp thì không tự biết, nhưng về sau chính những cái nghiệp ác của họ đã tạo thiêu đốt họ. Chẳng khác nào nửa rừng tự nhiên bốc cháy lấy mình vậy. Nói rồi thì Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng Athapapani Kammani Karambano Nabuchati Sehi Kammehi Dummetho Akki Datho Vattapati. Kẻ ngu tạo các ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Vì câu nói, và Ngài Cẩn Đề rằng, vì câu nói chống bị căm thù, Bá Hộ không hờn giận kẻ ngu, đốt ruộng đất nhà, mong báo oán, đốt luôn hương thất bậc chân tu, lại đem hồi hướng phước đầu tiên cho kẻ giúp mình tạo phước riêng, đốt cuộc kẻ gian ra sám hối, dứt ngay oan trái kiếp hiện tiền, kẻ trộm về sau đọa A Tỳ, rồi làm ngạ quỷ bởi ngu si, không lường hậu quả hành vi ác, thậm thược mình chăng kéo lết đi. Như vậy thì chúng ta biết cuộc sống này chỉ là khoảnh khắc của nhân, của quả và của phiền não, sanh khởi và hoại diệt. Cái khổ đau đến mức độ nào rồi nó cũng tan biến. Cái hạnh phúc nào rồi nó cũng sanh và diệt. Và nghe câu chuyện này thì chúng ta có cảm giác rằng chúng ta rất sợ đọa địa ngục, phải không ạ? Nhưng mà khoảnh khắc sợ đó cũng lại là một pháp, là một thực tại cần phải được hiểu, cần phải được liễu chi. Bây giờ một ngày chúng ta không ở trong địa ngục sao? Khoảnh khắc nào vô minh về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, chúng ta không được hiểu thì tâm của chúng ta bị bao phủ dày đặc. Thực tế thì chúng ta
một đời sống làm người của chúng ta, nhưng mà sự kiềm tỏa của vô minh, của tham ái, chúng vẫn bao phủ và nhốt chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ. Và rồi thậm chí là cái chết. Rất nhiều con người sinh ra trong đời này, sinh ra trong vô minh và cũng chỉ chết đi trong vô minh mà thôi. Người ngu ở đây là người gì? Người ngu ở đây thường có thân hành ác, ý hành ác, khẩu hành ác. Người ngu thì luôn luôn ôm ấp cái tự ngã. Chính cái tự ngã đó là kẻ thù của người ngu. Những người nào ôm ấp tự ngã thì chính cái tự ngã đó chính là cái kẻ thù lơi cái người ngu đó. Và cái tự ngã càng lớn lên chừng nào thì cái sự sang tham, cái sự sân hận, cái sự giết hại, cái sự bành trướng về danh, về lợi, về những cái phương pháp mà mình tạo ra để dẫn dụ chúng sanh đi vào cái con đường tà đạo, con đường sai quấy, thì đó là người ngu, phải không? Điều ác ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta phải giận dữ. Không phải như vậy, thưa quý vị. Có những cái điều vẻ bên ngoài rất là hiền thiện nhưng mà vô cùng ác độc. Nó ác ở đây tức là nhấn chìm chúng sanh vào cái vòng sanh tử luân hồi bởi những cái tà kiến, bởi những cái chủ thuyết, bởi những cái sáng lập, bởi những cái sáng lập cái giáo phái, cái tông phái, cái phương pháp mới cho riêng mình. Như vậy thì chúng ta thấy có những cái loại não đó, nó rất là nguy hiểm. Điều ác ở đây thì chúng ta biết là những cái người giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, giết hại vị A-la-hán, rồi sát sanh, trộm cắp tà, nói dối, nói đâm thọc, nói hai lưỡi, nói những cái chủ thuyết hư tưởng để làm cho chúng sanh mê đắm trong cái ảo giác, chúng sanh chìm vào trong cái sanh tử luân hồi này, những cái người đó đều được gọi là người ngu hết. Họ không ý thức được cái việc làm. Như vậy rõ ràng cho chúng ta thấy ở đây, dầu là cái anh chàng này đã sám hối, và rõ ràng anh ta đã nghe cái ông chủ này, và anh ta nghĩ rằng cái ông chủ này nói những cái lời nhục mạ ta như vậy, và anh ta đã làm những cái điều ác không có suy xét như vậy, mặc dầu sau đó thì ông ta đã sám hối và ông chủ cũng sám hối, nhưng mà
việc ác thì không thể thay đổi được nữa. Như vậy tất cả những cái gì nghiệp đã qua thân, qua khẩu, qua ý đã được tạo tác, đã trở thành nghiệp đạo, thì không ai có thể thay đổi được cái quả của chúng. Và rồi chúng đủ duyên thì chúng mới sinh ra, còn chúng không đủ duyên thì chúng cũng không sinh ra. Chứ không phải là nghiệp nào cũng cho quả, không phải vậy. Nghiệp nào cũng cho quả thì không có ai giác ngộ được hết. Nghiệp cũng phải chờ cho đủ duyên, phải không ạ? Nhưng mà chắc chắn rồi, những ai theo học biết được quán xét về lý tứ thánh đế và diệt trừ được tham sân si, thì không một cái nghiệp nào ở trên đời này có thể tạo tác ra quả trong kiếp sau được nữa. Dầu là quá khứ đã tạo vô vàn những cái tội lỗi như thế nào, thì chúng cũng không có nhân duyên nào để tái diễn trong tương lai được cả. Đó là sự vi diệu của lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy. Một khi mà đã phát triển được lý tứ thánh đế và chấm dứt ngay cái khoảnh khắc, sau cái khoảnh khắc thấy nghe này, thấy được rằng tất cả mọi đối tượng thị giác chỉ là hư ảo, chỉ là một cái màu gì đó của tứ đại xuất hiện và biến mất, không đáng để bám víu, không đáng để chấp thủ, không đáng để cho chúng là những cái hiện tiện thần tiên hay là chư thiên hay phạm thiên nào cả. Khi mà có lý tứ thánh đế hiểu rằng tất cả những âm thanh đều là sắc vô tri vô giác, đều là vô thường, đều là biến hoại, đổi thay, chúng không thực sự là ai, không là của ai, chúng chỉ lương gá vào một cái tứ đại nào đó xuất hiện và rồi cũng biến mất đi hoàn toàn, không đáng để chấp thủ, không đáng để bám víu. Tất cả khổ đau trên đời này do chúng ta không hiểu rõ về năm dục mà thôi. Và thật sự năm dục nó chỉ là đất nước lửa gió và những cái màu, mùi vị, tính chất cứng mềm của chúng hiện khởi. Thực tế cuộc sống của chúng ta nó vô cùng tệ nạn, nhưng mà vô minh nó pha, nó vẩy những cái chút màu vào lên chúng ta, cảm giác như thế giới này rất là sống động, đẹp đẽ. Nhưng thực tế thế giới này vô cùng hư ảo, tan rã, vô thường và biến hoại. Và thế giới này cứ lặp đi lặp lại những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, suy nghĩ, rồi thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, rồi những cái hành uẩn thiện ác nơi thân khẩu ý mà thôi. Và tất cả chúng ta đang chơi những cái trò chơi, mỗi người thì chỉ có một chút màu ở quanh quẩn nơi chúng ta đang sống, mùi vị, âm thanh, nơi chúng ta đang tiếp cận với chúng hàng ngày, chả có gì cả, nó rỗng không, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta đã dựng nên cho nó rất nhiều cái thế giới ảo tưởng. Không có cái gì gọi là cái nhà của tôi, cái tay của tôi, cái chân của tôi cả. Một ngày nào đó nếu mà chúng ta thấy được rằng nó chỉ có mỗi cái cứng nó đang xuất hiện và cái thân thức đang biết mỗi cái cứng ở đó, hay là cái mềm ở đó, hay là cái vị ở đó, hay là cái mùi ở đó, thì lúc đó bạn sẽ thấy pháp nó độc cư. Nó chẳng là ai cả. Từ ngàn xưa nó vẫn là như vậy, ngàn sau nó cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vì mỗi ngày chúng ta sống chỉ có một chút tứ đại mà chúng ta cầm nắm.
chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi. Và chỉ có cái nghe nghe, cái ngửi ngửi, cái nếm nếm, cái thấy thấy. Và những cái này Đức Phật đã sắp xếp chúng lại với các pháp là năm uẩn hay là tứ niệm xứ hay là bốn đế hay là 12 xứ hay 18 giới hay là danh và sắc mà thôi. Không phải chỉ có quý vị kinh nghiệm cái nóng hay là kinh nghiệm cái lạnh, mà chỉ có thân thức nó kinh nghiệm. Cái thấy cũng vậy, không phải chỉ có quý vị thấy, mà không phải chỉ có vị, không phải quý vị có một cái thấy, mà cái thấy nó tùy thuộc vào đối tượng thị giác lúc đó và nó sanh lên. Và cái thấy đó diệt đi thì cái thấy khác này sanh khởi, và một đối tượng thị giác mới này hoàn toàn sanh khởi, nó tương ứng để cho cái thấy tiếp theo này sanh khởi. Như vậy không có một cái thấy nào giống bất cứ một cái thấy nào trong vòng sanh tử luân hồi. Và bất cứ cái thấy nào nó sanh khởi trong một khoảnh khắc và diệt đi hoàn toàn. Nó không phải là khoảnh khắc của cái thấy sau hay trước đó. Do vậy nó là vô ngã. Nó chỉ tùy thuộc vào cái duyên của nó sanh lên và biến mất. Không có cái gì quay trở lại cả. Chỉ có cái sinh ra và diệt mất. Và người ngu chính vì chấp vào cái bóng ảnh này, cho rằng nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó đẹp, nó xấu. Ngừa có người này, có người kia. Rồi nuôi lớn những cái ý niệm ở ngã, về ngã ở trong lòng, do không thấy được. Nên là từ cái chấp thủ đó, từ cái chấp thủ cái âm thanh đó, phải ông này ông nói âm thanh không? À, âm thanh phát ra và cái tai nghe. Và chấp thủ mới đi đến gì? Đi đến hữu, tức là tạo nghiệp đó, thủ duyên cho hữu đó. Hữu thì duyên cho sanh, sanh nữa. Hành động nó sanh ra nghiệp, duyên cho sanh. Sanh. Rất là rõ phải không ạ? Như vậy ngày nào mà chúng ta không có nếu chi được lý tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày thì hầu như là thân khẩu ý của chúng ta chìm ngập trong những cái hành xử của vô minh mà thôi. Và vô minh thì cũng là pháp, không phải ai sanh ra chúng cả. Chúng cũng chỉ do duyên. Do duyên gì? Do duyên nghe và không như lý tác ý đó. Phải không ạ? À? Minh cũng vậy. Như vậy tất cả mọi cái đối tượng thì nó không làm cho ai khổ đau cả. Không làm cho ai sầu muộn cả. Vì nó là vô chi vô giác, phải không ạ? Do vậy thì tại sao vậy? Có người thì thấy, năm người đi vào thấy một cái đối tượng thị giác đó. Thì người đó lại, có người thì thích. Có người thì chán, có người thì ghét. Có người thì hiểu biết. Như vậy thì rõ ràng, đối tượng nó xuất hiện trong suốt đời sống hàng ngày của chúng ta. Cũng là tứ đại thôi, thì có người thì tham, có người thì sân, có người thì bực bội, có người thì chán ghét, có người thì xả ly.
Khi nào mà chúng ta hiểu được về đối tượng thì giác màu mùi vị âm thanh này, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của các dục này, và chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của cái hiện hữu này, thì chúng ta mới vứt bỏ, mới nhàm chán, mới ly tham với tất cả mọi đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi vị. Vì chính những cái thứ này đó là vô chi vô giác, nhưng mà nó không hiểu biết, không liễu chi lên nào, nó trở thành cái mà chúng ta dính mắc chấp thủ vào chúng. Và nghiệp được tạo ra từ đây, luân hồi sanh tử cũng tạo ra. Ngày nào mà chúng ta hiểu được, chúng ta nhàm chán, ly tham, chúng ta thấy phải hủy bỏ được cái ý niệm về ngã hư tưởng, hủy bỏ được những cái bóng hình, những cái bóng ảnh ở trong tâm của chúng ta, không còn chấp thủ nữa, thì chúng ta mới thoát khỏi cái sự ngu dốt, cái sự vô minh này. Còn nếu không thì những cái chuyện mà tạo nghiệp như này nó rất bình thường trong đời sống hàng ngày, ngay hiện thời của chúng ta, phải không ạ? Hiện thời chúng ta thấy đó, cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những cái con người ác. Mà họ có muốn ác không? Không. Đều do các cái duyên mà hình thành nên hết. Người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị lung lấu như lửa. Chỉ vì chúng ta tham cái chút màu, chỉ vì chúng ta không hiểu cái đối tượng thị giác, chỉ vì chúng ta nghe cái âm thanh không như lý tác ý, chúng ta tham chấp vào chúng để vô minh dựa dẫm, tà kiến trói buộc, nên là những cái ác nghiệp này được tạo ra. Ngày nào chúng ta thấy sợ hãi năm dục này, năm cái đối tượng này, chúng luôn luôn xuất hiện với căn môn này, căn môn khác, do chúng ta không có thực sự hiểu biết, không cực kỳ nghe và không được phát triển chánh niệm về chúng trong đời sống hàng ngày. Và từ đây các cái vô minh duyên hành này chúng được được thỏa sức với cái thức ăn của chúng. Và rồi tất cả những cái nghiệp ác, độc, sự thù hiềm, cái gì chúng cũng đến từ từ cái không hiểu biết về năm cái dục này hết. Khi mà chúng ta hiểu được thế giới này là rỗng không, là vô thường, năm cái dục này chứ chỉ là năm cái sắc, vô chi vô giác, chúng không đáng để bám víu, không đáng để mong cầu, và cái thân năm uẩn này cũng vậy, chúng chỉ là những cái thứ bất tịnh giả hợp do duyên sanh mà thành, không đáng để bám víu, không đáng để có sự hiện hữu nữa.
thì chúng ta mới không bị lung lấu bởi cái ngọn lửa của tham sân si, cái ngọn lửa của ác nghiệp nữa. Và chúng ta biết là thế giới này, chúng ta có mong mỏi, có hạnh phúc cỡ nào hay chăng nữa, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta phải đón nhận hết khổ đau này đến khổ đau khác, cho tới khi nào mà chúng ta vô dư niết bàn thì thôi, chứ không thể tránh khỏi được cái sự khổ đó. Vì sao vậy? Vì không thể có một ai toàn tạo những nghiệp thiện được. Không thể ai mà đó mà cứ ngồi thiền cả ngàn cả triệu năm được. Không có. Bởi vì pháp phú vi là vô thường. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được những cái pháp phú vi này, xả ly về chúng và nhàm chán chúng, khi qua cái thấy nghe người nếm đụng, chúng ta không có thể hiện cái tôi ta, hủy diệt cái tôi cái ta, cái ngã mạn tật đố ganh tị ở đó, thì chúng ta mới chấm dứt được cái sự lung lấu của nghiệp mà thôi. Thầy pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng thất bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, tạo hữu phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thăng cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú làm thay, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhận. Dạ, con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Và chúng con kính thỉnh thường tọa minh hạnh phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Tông tu mangalang rakhan tu sappa de go ta sappa buddha na pha vana sada sati bhavan tu te bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa de go ta sappa dhamma na pha vana sada sati bhavan tu te Tất cả phương quang có nên người, cầu xin chư thiên hộ trì nên người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ ni quá ta san ti quy ha ra wa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hin ta hin ta tham ma đa đê na pa quan tu bù chi ta sot thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca
Gama cha de sa ni gama cha isara sappana puta sukhita bhavan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sambhava samse da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham va sang pa tiết cha te sappe bi dukkha sakha rontu sankha yang tha tu chi răng